Euro 2024, Yamal và Guler thiết lập thành tích có 1-0-2 trong lịch sử Euro. Lamine Yamal và Arda Güler thiết lập thành tích kiến tạo có 1-0-2 trong lịch sử Euro ở giải đấu tại Đức hè 2024. Lamine Yamal và Arda Güler là hai cầu thủ tuổi teen, 13 đến 19 tuổi, thi đấu xuất sắc nhất ở Euro 2024. Riêng ở vòng tứ kết, cả hai cùng có một kiến tạo. Cụ thể, ở trận Tây Ban Nha thắng Đức với tỷ số 2-1 đêm ngày 5 tháng 7, Yamal có đường chuyền dọn cổ cho Dani Olmo ghi bàn mở tỷ số. Trong khi đó, ở trận Thổ Nhĩ Kỳ thua Hà Lan 1-2 rạng sáng ngày 7 tháng 7, Arda Güler thực hiện cú tạt tuyệt vời giúp Akedin lập công. Tính cả pha kiến tạo trước Đức, Yamal đã có 3 đường chuyền thành bàn ở Euro 2024. Trước vòng tứ kết, tiền đạo 16 tuổi người Tây Ban Nha đã có một kiến tạo ở trận thắng Croatia vòng bảng và một ở trận thắng Georgia ngày 1 tháng 8. Hiện tại, Lamine Yamal là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất Euro 2024 cùng Xavi Simon, Hà Lan. Riêng Lamine Yamal là cầu thủ tuổi teen kiến tạo nhiều nhất lịch sử ở một kỳ Euro. Về phía Arda Güler, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ có 2 kiến tạo ở Euro 2024. Trước trận thua Hà Lan, ngôi sao 19 tuổi của Real Madrid đã thực hiện đường chuyền thành bàn ở trận Thổ Nhĩ Kỳ thắng Áo tại vòng 1/8. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ tuổi teen thực hiện nhiều pha kiến tạo ở một kỳ Euro, nhiều hơn một đường chuyền thành bàn. Riêng Güler, ngoài hai đường chuyền thành bàn, ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ còn ghi một bàn. Trong khi Güler ghi một bàn thì Yamal vẫn chưa một lần nổ súng tại Euro hè này. Nếu lập công, ngôi sao của Barca sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.